Rồi, đúng. Đi vòng. Ê, ăn luôn rồi kìa, ăn luôn rồi kìa, ăn luôn rồi kìa, ăn luôn rồi kìa. Bạn thấy sự lợi hại của mồi đầu tiên chưa? Sáng nay đi nạp lương thực Quang ơi, chuẩn bị vô gần chiến. Mua mấy bịch bún riêu cua, cái mình có đem bếp ga chưa vô chổng mình hâm nóng là mình dứt. Rồi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng và luôn thật nhiều sức khỏe nha. Sáng nay mình chạy nãy giờ cũng kiếm được điểm câu bạn ơi. Ừ, đằng đó có cá tra ngớp bự quá kìa. Sáng giờ mình chạy cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó mới kiếm được điểm câu nè. Cá bây giờ nó đi tùm lum cho khó kiếm quá mấy cá tra. Nãy cái đêm này thấy có mấy con lên ngớp nè nên chiến luôn. Sáng mình chạy xuống lúc đầu dữ á. Sáng 6 giờ mình vô cái này đâu 7 rưỡi vậy. Chạy hai mấy cây số rồi đó, thấy ghê chưa? Chạy tầm tầm đó, kìa kìa cái cha cả cha cả cha kìa. Rồi xuống cần liền nha các bạn. Cục mồi đầu tiên mình cho nó ăn thẻo nha. Cục đầu tiên quan trọng lắm, mình chọi ngay chỗ nó ụt luôn. Phải thời là lụm con đầu tiên đó. Rồi, giờ xuống cần nha. Mời các bạn cùng mình tiếp tục câu cá tại vườn quốc gia Tràm Chim nha. Đi vô đây mà thấy con cá ụt cái là nôn trơn à, mình chọi ngay chỗ nó ụt luôn. Cá ụt đâu mình quăng mồi ngay đó. Cá ụt đâu câu ngay đó nha. Thường thường người ta nói cá ụt là cá không ăn, nhưng mà mình qua đây mình đi kiếm chỗ nào cá ụt mình mới câu. Nước đây sâu lắm nha các bạn. 5-6 mét gì lắm. Hy vọng cục mồi đầu tiên sẽ may mắn nha. Rồi, lụp. Hy vọng. Ê, nó ăn luôn rồi kìa, nó ăn luôn rồi kìa, nó ăn luôn rồi kìa, nó ăn luôn rồi kìa. Nó ăn luôn rồi kìa. Nó ăn luôn rồi. Em ơi, trời sảy rồi. Ui, đang trên tay luôn. Ôi, sảy bạn ơi. Con nó cá trà nó bên thẳng cây vậy sảy trời ơi. Làm lại, làm lại, làm. Bạn thấy sự lợi hại của con mồi đầu tiên chưa? Không biết nó ăn nữa không nữa. Rồi, xuống nha. Cây luôn cái cha ăn đó, tại chắc mồi nó còn cứng, nó chưa sóc lưỡi được. Rung tay hết trơn rồi, sáng rung tay hết trơn. Có con cá
Ôi tính ra con cá nó ăn trên tay luôn á, chìm mồi xuống ăn liền. Xảy rồi. Bên thẳng cây dĩ còn đồ gì nữa. Làm lợi bạn ơi, có cá ăn là mừng rồi. Sướng 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 sướng, nhém chút nữa lập công con nó đã rồi. Con nó cá cha chắc luôn á. Rồi để mình ngâm cần đi, tranh thủ ra cần tiếp bạn ơi. Sùng quá, sáng sớm sùng quá sùng rồi, mà chết quá chết rồi. Hụt ăn khoa rồi. Cá ăn. Chắc này phải hết sức bình tĩnh mới được. Nó đang cạp á. Hết sức bình tĩnh, đợi nó nuốt mới được, không có gấp như nãy được. Đó 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 đó, lên nha. Thẳng cây con. Hồi hộp quá. Cá gì đây nữa nè. Hồ cá đây thành quỷ rồi, chổi xuống nó cạp liền luôn á. Dính này bạn ơi, lên này. Ủa, thấy chưa, thấy chưa? Chưa, thấy con gì nữa. Thấy em không biết con gì. Ê, kéo qua đây. Vô. Ê, cá trả. Lên cá, Tin ơi. Cá ăn trên tay, ô sướng bạn ơi. Quá phê. Nuốt lử luôn rồi. Hột cái này phải dính chứ. Tin giờ không cần đắng con. Đây, cá cha vừa có da chàm chim các bạn. Sáng sảy pha, pha này dính. Con này cũng ký mấy 2 ký á. Quá đã, giờ để tranh thủ mình chèo cá rồi à. Tiếp tục xuống cần nha. Cần xanh sáng sớm lọc công sớm nha. Cá ngon à, bạn nhìn nè. Trắng đẹp ha. Quá đã. Rồi, gọng cá tranh thủ bạn ơi. Cá này ngon, đẹp quá đẹp.
Nước nước hút ngoài này nó sạch ha. Đâu, 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 đâu. Thẳng cây rồi. Lẹ 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 lẹ. Ê, đó, đó đó đó, còn đó còn đó còn đó, còn đó còn đó em ơi. Thẳng rồi, lụm, lụm nữa ơi. Rồi rồi lụm nữa bạn ơi. Vũ vũ cho nó dưới cái chùm công ra đi. Đó đó nổ bánh được kìa. Đó nổ. Thời tới nữa ơi. Thời tới nữa ơi. Đó đó đó, nổ bánh kìa bạn kìa kìa kìa. Kệ đi, kệ đi, kệ đi. Nó vụt rồi đó. Đứng đứng chích gà dựng trong xuống em. Ôi xuống. Mấy kia kè qua mấy kia kìa. Ừ vô lỗ trống gông đó. Vô rồi sáng sớm này sung quá rồi bạn ơi. Hổ nổ. Con này chắc cũng dọn gọn không có bự lắm. Thấy nổ bên kia. Vô rồi sáng hai chồng có cảm giác hết trơn rồi. Ê được được được. Cỡ đó luôn á. Con cái nuốt dính đâu nghe rồi chắc rồi, chắc chưa? Quá sướng, nhả cao lên để nó dướng. Chảy mỡ hết trơn rồi kìa. Trời ơi, dướng con súng luôn thôi. Ôi, hết sảy rồi bạn, ý, con này mập hơn luôn á. Ý, con này mập lắm nghe. Ý. Cũng 90 con nãy á. Quá đã luôn bạn ơi. Ôi đang bóp mồi đằng kia, dùng dùng xuống em. Bóp mồi đằng kia đây dòm qua thẳng cây. Rồi. Rồi. Gỡ chùm nho đi, gác ra cạnh nha đi. Ê, trắng mập luôn nè. Vô rồi, Hugo nữa rồi. Hugo nữa tin ơi. Trúng rồi, trúng rồi. Không muốn công sáng giờ quần quần chạy, tiếng máy hồ kiếm bến. Tin cũng ra cận rồi cả. Quá im, mới có 10 phút mà dính hai con nữa các bạn. Trả ngon ha, 2kg được á. Thấy da cầu đẳng cấp không? Bự lắm á, mập nút quá. Mà cá nhìn ngon ha, trắng tư rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi, để tranh thủ mình gọng rồi xuống cận bạn ơi. Sáng làm ghiêu, liêu, ghiêu, liêu, ghiêu, gối đi hình chân rồi. Quá đã, quá đã. Sao bạn, cảm giác sao bạn? Sướng mà mệt chảy mỡ hết trơn. Sáng nay mình chưa ăn sáng nhưng mà mình no đó bạn ơi. Lúc trước mình mới quay mấy clip chàm chim lần trước á, có bạn nào bình luận đó, bữa nào mà vợ mình mặc áo vàng á hên lắm. Thiệt, nay sáng vô mình no rồi đó, quất hai cái trà no à, uống con chứ. Dạ mình quất con. Thảo Quy với cô Tiên chưa? Thảo Quy sáng giờ no say rồi. Quất ổn mì với mới uống ghiêu rồi. Hộp sữa. Rồi dắt này mời bạn ăn bún riêu của mình bạn ơi. Tô bún riêu 25.000. Nhìn cũng ngon ha, có xương, có chả, có thịt bún riêu cua. Chứ ngồi qua đây cũng ăn lần rồi. Bên chằm chim bên đây quán hầu như mình đi riết muốn nhừ luôn rồi, đường mình đi riết mòn luôn. Quá, chân này kiểu này chắc về bữa chặn sau qua nữa quá. Này sáng kiếm chúng bầy Ben hai phát bắt được con. Ủa lộn hai con, sảy con. Mà bầy cá nó nhát rồi, chắc này nó di chuyển địa điểm hết rồi. Nó trốn vô sen rồi. Giờ ngâm. Ngâm đánh ra lăng xê kiếm cá trôi vậy chơi. Rồi cá cha hên hên hồi nó bò nó quất nữa. Quả đã, hai con đó cũng 3-4kg lô vậy. Cá ngon trắng. Rồi thôi chắc này mình mời bạn canh cần với mình nha, mình vô ăn bún lấy xích đằng hồi câu cá tiếp, thiết kế cái dù đằng che cái máy nè. Sáng có bà nào ăn sáng ngồi canh cần giùm mình nha, mình vô mình ăn sáng nha.
đi đi đi. Đây, dính luôn rồi, tên dính luôn rồi, kéo luôn. Đó, đó. Rồi, dở lên, nhanh lên. Lên cá luôn. Ê, cá lên, cá lên. Bự rồi. Ê, dướng đây rồi. Chà luôn. Em mới thấy nó ụt cái ủng thôi mẹ nó luôn ta. Ê, lăn xê bạn ơi, cá cha chàm chim luôn. Cá đây nhìn ngon ghê luôn rồi nè, xanh cảo quá mà trắng nha. Mập ghê luôn á. Quá êm. Con này hơn nửa ký lô, lụm luôn. Cái này bỏ vô cái rổng á. Đây. Con cá cha thứ ba nha. Giác này nó không chịu ăn thẻo, không chịu ăn nho mà ăn lăn xê. Đó, bụng trung bốc. Ê, dính đây, dính đây, dính đây, dính đây. Dính đây, dính đây, con nhỏ bên kia kìa. Ra chưa? Còn cá luôn. Ôi nó làm tim bận bận ngoài kìa, gồi ôi ôi dữ rồi. Còn cá. Làm gì? Còn cá dữ á. Quá rồi. Nãy anh chơi dây ấy không? Hẻo hả? Ủa bên thẳng cây luôn. Sao bận dữ dữ vậy?
Ok, có kìa, có kìa. Cá chạy nè, đó chạy nè bạn thấy không? Chá nắng không biết nữa. Biết thấy. Đây lên cái gì vậy? Nó quấn dưới luôn trời. Còn cá bạn ơi. Con này coi chừng bự luôn á. Lúc mình lại mình đóng cái kịch cho nó chạy xuống còn cá dưới luôn á, còn bận quá trời bận tim quá kìa, nó quấn qua cái vòng cây à, ra không được cái gì rồi, quá bận luôn. Ừ hỏi ra hả, nó quấn vô cái cây ra cái con chiếc rồi luôn á. Lên không? Còn không? Còn, cá còn chứ đó. Lên lên cái gì nè, từ từ lên, từ từ lên. Rồi lên luôn, đứt luôn rồi. Ê còn cá gì nè. Chạy vô, chạy vô. Phải không? Ê còn cá, còn cá, còn cá. Lên hàng. Ôi nhỏ rồi, tính bự. Ồ có mình lớn à. Cười ra bụng với ông này thiệt chứ. Phải sảy là cá nó bự rồi đó. Chứ phải con này mà kéo sảy là con này cá chục ký á. Nhưng mà dính nó nhỏ bạn ơi. Hơn nửa ký lô à. Chắc là nó dính vô cây nó teo lại mất. Kéo nó giờ lâu quá nó teo. Ốm, cá chầm chim mau ốm đó. Cái này là thịt được rồi. Lộm 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 lộm. Cái con cá cha thứ tư nha. Chá quá. Quay lại đây. Quay ngược lại đây. Rồi. Chá lắm. Cá cha thứ tư. Lộm. Quá im quá im. Rồi. Bốn cần bốn cần. Giờ qua thẳng cây. Cái này rộng luôn. Con đã thêm lú đuôi ra. Cái rộng nó ấy quá, nó lú lên cái gì đó. Mấy con này khỏi chèo. Khai trương buổi sáng có lý quá, làm hơi cái giấc này chưa lên cá nó đứng rồi. Để mình neo neo chút nữa coi có ăn không, không ăn thì mình kiếm điểm mới. Khui thành quả nhẹ nhẹ các bạn ơi. Đây, hàng cá cha. Hai con này thì con ký ngoài 2 ký gì đó. Dài lắm nha. 1 gan, 2 gan, gần 3 gan luôn á. Mình mới mổ bụng nó rồi, cá này nó yếu lắm, lên chút xíu nó ngủ rồi. Con này bự nè, con vợ mình câu bự, còn con mình câu nhỏ hơn. Cặp cá cha cũng im ha, có cá mang về Sóc Trăng là vui rồi. Dưới đây còn cặp nữa nè, cái này mình thịt được rồi đó, cặp cá cha với con cá dảnh với con cá linh. Sáng giờ 4 cá cha rồi đó, quá im, buổi chán quá thuận lợi. Chiều kiếm vài con to to nữa là sướng 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 luôn. Hai con này thì mình đem lên thùng đá mình ốp nó luôn cho nó ngon. Cặp cá cha, cá cha gừng chàm chim. Rồi đi điểm mới hả cháu? Hả cháu?